Thưa quý vị, sau đợt mưa dài ngày của cơn bão số 4 vừa qua tại Hà Nội, thì nước sông Tô Lịch đã chuyển sang màu xanh đậm giống như màu xanh của mặt nước Hồ Gươm, thay vì màu đen như chúng ta thường thấy. Và vào ngày 2 tháng 9, thì rất đông người dân ở thủ đô đã đổ về sông Tô Lịch để có thể câu cá. Nước sông chảy khá mạnh do phía Hồ Tây mở cửa xả, từng đàn cá lớn nhỏ cũng theo cửa xả này trôi về phía hạ nguồn. Do nước chảy xiết nên người dân phải sử dụng loại lưỡi lục được kẹp cùng phao và thả trôi theo dòng nước, sau đó giật cần liên tục để bắt cá. Vào khoảng 11 giờ sáng cùng ngày, mực nước sông Tô Lịch được đo được là chạm ngưỡng là 4 mét. Nhiều người dân đã câu được hàng chục ký cá, chủ yếu là cá trôi, cá mè, cá trê.